Còn Ok, xin chào các bác. Hôm nay em sẽ làm cái video này test test cái con máy Sony 1133 của bác Tú. Bác ấy gần lâu đã theo dõi và ủng hộ của kênh của em rất là nhiều. Xin cảm ơn bác và tất cả những bác nào mà đang theo dõi video này và đăng ký kênh của em và theo dõi và tin tưởng em đã gửi đài cho em sửa. Thì có như nào thì em sửa được như thế thôi. Đấy, thì những con đài nào mà em chưa sửa được thì mong các bác thông cảm. Trước khi em sửa cái băng cassette rồi, chạy ngon lành rồi, nhưng mà cái phần khi về nhà thì nó lại lòi ra cái tiếng lộp bộp nổ bên loa bên này này. Đấy, thì lúc 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 đó thì em cũng không để ý những cái chuyện đấy, mà cũng không biết lúc em sửa nó có bị không. Hình như là không bị đâu. Nên sau này bị. Đấy, thì bác ấy lại gửi lên và yêu cầu em khắc phục cái này. Thì về cơ bản em cũng đã khắc phục được, các bác nghe này. Nó không bị sao cả rồi. Đấy. Em đang ở chế độ CD line in này. Đấy, đây là loa trái nhá. Đấy, các bác nghe tiếng. Đây loa phải này, loa trái em để bên kia. Tiếng xì loa trái này. Đấy, các bác nghe tiếng không? Bên phải này, tiếng xì ra đây luôn này, thấy chưa? Đấy. Đây là hai loa này. Bây giờ em chỉ chuyển sang radio sẽ nó sẽ rõ rất hơn này. Tại vì trước đó là nó bị cả radio cả line in nổ bộp loa bên này này. Những cô gái trong các Đấy, cặp ca còn dao vừa nếu mới nghe ra bình đời thường thì trên như vẫn này thuộc lại rất là ngon hiền, lành luôn. chỉ chả miệng Đây là loa để cho người bắt trái máy này. mình chạy Đấy, làm quê một chuyển chuột sang mà loa phải thôi. này. Phải đợi đến những câu đáp Nó không trả bị của rồi nhé. các cô gái dưới đây mới có thể xếp vào hàng cao thủ chua ngoa. Đấy, Mà cũng chẳng thể trách được. ngon lành, không nổ được bộp nữa. Ban đầu nổ được bộp rất là khó chịu luôn, cảm giác như thủng hết loa. Mới nghe đã muốn nóng rồi. Người ta đang làm gì thì tất nhiên là cô gái hết sức tức mình nên biết buông. Chương trình thời sự chiều Ở trên em chỉ bắt được hai đài chiều tối nay FM. tại nhà quốc Hà Đấy, Nội của cái anh đài bên phải này cũng nét hơn, đài bên trái bao giờ khi một anh chàng cũng dưới sồ đây sồ hơn cùng tí, loại bao giờ chơi đã đàn cái đài áp nào cũng thế cũng luôn. làm như vô tình hỏi Đấy, một câu hết sức vô tội. Nhưng tất nhiên cô gái thừa thông minh để hiểu được nghĩa đen miễn trong là câu nó hỏi ngon lành hỏng không đổ gió lộp đó, bộp nữa là được rồi, và cuối cùng là ngon một lành. câu trả Thế lời bốp chát. Thuyền em bán mấy anh còn mua băng cho, thì em sẽ đem test thử về nhé, làm em test thử băng nhé. gì đây Ok, cassette thì khả năng là không sao. Em bấm play như này xem, nghe tiếng lộp bộp gì không có luôn. Tối cỡ nhé. Ok, vậy là không có vấn đề gì. lai lịch nhân vật Phan Đình Công. Chỉ biết nhân vật này là một trung thần nhà Hán,